Người dân tỉnh Ontario từ 18 tuổi trở lên hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm mũi vaccine tăng cường qua cổng thông tin của tỉnh, miễn là đã được ít nhất 3 tháng kể từ khi họ tiêm mũi thứ hai. Nhưng nhiều người dùng mạng xã hội đã báo cáo rằng họ đã phải xếp hàng hơn 1 giờ. Những người khác cho biết các cuộc hẹn gần nhất mà họ có thể tìm được là hơn 1 tháng nữa, trong khi những người khác cho biết không có cuộc hẹn nào trong khu vực của họ. Khoảng 15 phút sau khi điều kiện được chính thức mở rộng vào thứ hai, các quan chức y tế ở Ottawa cho biết tất cả các lịch hẹn đều đã được đặt. Bộ Y tế Công cộng vùng Niagara cũng cho biết tất cả các cuộc hẹn tiêm mũi vaccine tăng cường cho thứ hai và thứ ba đã được đặt hết. Trong khi đó, thì Y tế Công cộng khu vực York cho biết họ không cung cấp các mũi tiêm nhắc lại cho những người dưới 50 tuổi, để người già có cơ hội tiêm mũi thứ ba trước. Các hiệu thuốc đã có thể bắt đầu cung cấp mũi tiêm tăng cường sức khỏe cho những người trẻ tuổi vào thứ Sáu, nhưng giờ đây, người dân Ontario có thể đặt lịch hẹn thông qua trang web của tỉnh hoặc đơn vị y tế công cộng địa phương.